Ngày hớt tóc để làm gì em đón đón nghệ sĩ xuống. Đón nghệ sĩ xuống. Là hôm nay là nghệ sĩ ở trên Sài Gòn xuống đông lắm quý cô chú anh chị ơi. Đúng rồi. Chào tất cả cô chú anh chị. Thì sáng hôm nay em xin kính chúc tất cả cô chú anh chị có một ngày mới thật là tràn đầy năng lượng. Thì sáng hôm nay em có mặt tại nhà của nghệ sĩ Ngân Phúc. Nghệ sĩ Ngân Phúc trước đây là học trò của cậu Năm Vũ Linh. Thì sáng hôm nay thì anh em cũng đang hớt tóc và chuẩn bị đón tiếp những người bạn bè của nghệ sĩ Ngân Phúc. Trước đây là từng quen biết là cái lúc nghệ sĩ đi diễn ở trên Sài Gòn đó cô chú anh chị. Thì theo cái thông tin mình nắm được thì hôm nay thì tài xế của cậu Năm Vũ Linh chạy xuống đây để chở đoàn người đi thăm nghệ sĩ Ngân Phúc. Thì ở trong này chắc mình nghĩ là cũng có là Hồng Loan, con của cậu Năm nghe cô chú anh chị. Thì ở đây thì anh em cũng đang là đưa anh Phúc ra để hớt tóc, để cho gọn gàng lại, để đón tiếp cái đoàn nghệ sĩ đi xuống thăm anh Phúc. Thì sáng hôm nay mình cũng làm một cái video ngắn ngắn này để gửi cái thông tin đến cho cô chú anh chị mà được biết. Thì tiếp tục ở đây mình sẽ cập nhật một cái thông tin, chẳng hạn như là cái đoàn nghệ sĩ xuống như thế nào, thì mình sẽ cập nhật và đăng tải lên cho cô chú anh chị xem. Vâng, bây giờ mình xin tạm ngừng video ở đây. Xin mời cô chú anh chị đón xem cái video kế tiếp của Nông Dân nha. Cảm ơn.